cái thịt tê tê. Đây bàn giao đó đó đó. Đây anh Công anh chuyển vào lồng để về thì anh nhảy thảo con biết à? Đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã trên Củ Chi. À rồi đó, về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi đang là chuyển đi đâu đó? Chuyển đi về thả về tự nhiên. Đây này con ai? To đã phết đó. 5 ký đây. Đó, cái thương nó bị thủng ở đây này. Đây Tông này. Cầm thế này thì nó sẽ ra được, đừng có đúc vào người nó. Đặc điểm của nó là quấn. Nó quấn là kéo không ra được.